Tên là Valentin Constantinescu, em là người Rumani và anh sinh năm 85. Tuổi trâu, bình thường người Việt gọi em là Valen bởi Valentin là hơi dài. Còn các bạn nước ngoài gọi là Vali, nhưng mà Vali người Việt sẽ đọc là Vali. Thế thì cho người Việt thì bình thường em tự giới thiệu bản thân là Valen. Công việc của Valen là gì? Em là, nếu mà nội trợ thì về chồng thì nói như nào? em là chồng ở nhà. Là nội trợ đó hả? Là chồng trợ. Valen là nội trợ. Là chồng nội. Bởi vì vợ em là người kinh doanh và em tất nhiên là giúp vợ em với kinh doanh. Rồi mà em? Dạ em tên là Phạm Thiên Ngân, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Hà Nội. Và... sao đến từ Hà Nội mà nói tiếng Nam hay vậy? Dạ thì đổi qua nói tiếng Bắc cũng được ạ. Nói tiếng gì cũng được. Hay quá. Em đang làm kinh doanh gì vậy? Hiện tại thì bọn em mở quán cơm, mở bán cơm văn phòng và cơm tấm. Khách sạn chó mèo nữa. Chị hỏi nè, hồi lúc tụi em gặp nhau á là tụi em dùng ngôn ngữ là tiếng Anh hay là tiếng Rumani? Cả hai ạ. Cả hai luôn. Em không có biết tiếng Rumani. Bởi vì chị mới nói là Rumani là ít ai biết lắm. Dạ đúng rồi. Em nói một vài câu bằng tiếng Rumani để mà cho anh nghe đi. Depinde ce vrei să vorbesc acum. Poți să zic, poți să vorbesc despre absolut orice. Ok, vậy thôi đó. Rồi, nhưng mà vợ em cũng biết một chút tiếng Rumani, một số từ. Rồi, bây giờ kể anh nghe đi. Cái lần đầu tiên mà hai em gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là qua Facebook. Thì hồi đó là ảnh kết bạn làm quen với em á. Mà tính em thì hơi bị chảnh, nên là thường là có người lạ thì kết bạn thì em không có đồng ý. Thì nhưng mà em thấy có bạn chung trên Facebook á, thì em mới hỏi là không biết là có gặp nhau ở đâu chưa, kiểu là ví dụ như là đi chơi hay là có bạn chung gì đó. Thì em mới nhắn tin em hỏi là ê anh ơi, mình có quen nhau không? Cái thì ảnh về sau thì ảnh mới trả lời là không, không có quen nhau, nhưng mà bây giờ thì làm quen đi. Đó, vậy là bọn em bắt đầu bọn em nói chuyện với nhau. Nhưng mà nhắn bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh? Dạ em nhắn bằng tiếng Anh, tại vì em thấy ảnh là người nước ngoài nên em không có nói tiếng Việt. Nhưng mà Valen ở đây lâu chưa? Vâng, em sang đây vào năm 2004. Gần 10 năm hả? Hơn 16 năm rưỡi. Mấy? 16 năm rưỡi. Đúng rồi. 2004. Wow. Là em coi như là em đi về về đó phải không? Không, mà em sang đây học ngoại giao, em sang đây học bổng. Và sau khi em học xong thì em cứ ở lại thôi. Nhưng mà anh hỏi này, anh thắc mắc là anh đang muốn biết là tại sao em lại kết Facebook bạn này? Bởi vì đã có một số bạn chung, với cả lúc đó thì cái profile page cho cái ảnh trông rất là xinh và đẹp và hay. Cái cách chụp ảnh là một cách tự nhiên. Chứ hỏi bây giờ đa số con gái thì cứ chụp ảnh như kiểu là hoặc là mình là người với xe ô tô nào đó, hoặc là với cái gì. Rất là em thấy chán, không hay lắm. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Năm ngày. So với cái tấm hình ở trong avatar và những hình ảnh của cổ trong Facebook thì nó có khác nhau không? Có khác nhau tất nhiên rồi, bởi vì ảnh không phải là sự thật. Và những cái gì khác nhau thì là tốt hơn. Em lần đầu tiên em gặp ảnh thì ấn tượng của em không có được tốt lắm. Tại sao? Nói sao ta, là ảnh ăn mặc hơi bị không có đúng gu em. Mặc một cái áo len dài tay ở bên trong, xong rồi ảnh mặc một áo thun ra ngoài mà màu sắc thì nó không có phối được với nhau, nó không có, nói chung là nhìn nó rất là kỳ cục. Xong rồi mặc một cái quần rộng thùng thình, xong rồi đi một đôi giày mà kiểu giày mà hơi bị rách rách một xíu á. Nhưng mà nó giày này có thể là giày này với quần rộng rộng mà cũng không phù hợp. Nói chung là không có mốt, không có quan tâm về quần áo, về ngoại hình, không có để ý đấy, ngoại hình không có bảnh bao chỉnh chu. Mà nên em gặp là ở Hà Nội hả? Dạ đúng rồi. Sau đó thì em nói chuyện với ảnh thì nói chung là cũng đi chơi bình thường thôi. Thì ban đầu em cũng chỉ xác định là bạn bè bình thường thôi. Nhưng không... mà chắc chắn là Valen là người tỏ tình với em trước. Dạ đúng rồi. Bởi vì là thì sau khi Ngân đã trả lời tin nhắn của em bằng tiếng Anh và cứ nói chuyện thì cũng đã nhận ra là em biết tiếng Việt. Và lúc đó thì Ngân cũng bảo là bởi vì em thấy người nước ngoài biết nói tiếng Việt rất là dễ thương thì video chat đi, thì đã video chat. Nhưng thực ra Ngân thích những người nước ngoài bập bẹ bằng tiếng Việt, không phải là nói lưu loát. Bập bẹ thôi, thì thấy việc này là một việc dễ thương, bởi vì cứ cố gắng để học tiếng Việt mà cứ là thôi là người nước ngoài và thôi nói tiếng Việt kiểu đấy. Nhưng mà khi mà gặp em trên video chat thì đã nói 45 phút thì đã video chat và nói bằng tiếng Việt, tiếng Anh thì rất là lưu loát và như thế. Thì Ngân bảo là ok, không dễ thương nữa. Nhưng mà dần dần như thế, từ ngày đó thì bọn em đã nhắn tin và video chat
Ngày nào cũng thế, đến thứ sáu khi mà cả hai bọn em đã có thời gian để gặp nhau. Thế thì có nghĩa là đến 5 ngày đó là như đã biết nhau và đã biết về nhau thì rất là nhiều rồi. Thế thì lúc đó em đã cũng rất là thích rồi, và khi mà đã gặp trực tiếp thì em cũng đã thấy là em muốn là bạn gái của em. Thế là tôi tính luôn rồi, nhưng mà Ngân bảo là phù nhận thế thì không anh ơi, chỉ là bạn thôi. Nhưng mà em cũng đã luôn. Em cũng đã có thể cảm giác là Ngân đã thích em lúc đó rồi, Ngân bảo từ chối bảo là không. Nhưng mà em biết là chắc là trong đầu thì đã thích rồi. Phải làm giá chứ. Không. Lúc đấy là em ý của em là Ngân đã không biết và đã bắt đầu thích em rồi. Trong lòng thì có, trong nhưng mà lòng, chưa. Tức là tình trong như đã mà ngoài còn đúng e nè. Nghĩ là phải như hỏi vậy, Ngân đúng nè. Vâng. Hỏi Ngân nè, tại sao em lại coi như là không đồng ý nhận. Lúc mà mới gặp là ngoài xấu quá à. Xấu quá à. Một cái nữa là em bị hơi vấn đề tâm lý về cái việc là em không có thích người quá là lớn tuổi. Ảnh hơn em 11 tuổi lận, 31 tuổi là cũng đứng tuổi rồi. Cái tuổi đó người Việt Nam mình là có vợ, có con hết rồi á. Tại sao mà không biết mà tự dưng lại thích cái con nhóc mà mới có 20 tuổi đầu như mình. Thì em cảm thấy nó có cái gì đó hơi bị phi lý á. Em cảm thấy không an toàn. Tỏ tình lần đầu không được, vậy thì tỏ tình bao lâu thì em mới chấp nhận? Lâu thì không đếm được, nhưng mà thời gian là 1.5 tháng. Coi như hầu như là tần suất có thể một ngày hoặc cách ngày em tỏ tình lần. Khi mà gặp nhau thì đi chơi với nhau, có thời gian vui vẻ với nhau và em tỏ tình. Đó, thì đó. Cái lần tỏ tình đó, ảnh có cái gì đặc biệt không? Cái lần tỏ tình mà em đồng ý. Thế anh diễn lại đi cho nó dễ. Thì là đang ngồi trên sofa, đã có một cái bàn. Và khi mà mang đồ uống thì bảo là do you wanna be my girlfriend? Tới vậy thôi anh. Nhưng mà tại vì em thấy nó dễ thương á, kiểu là ảnh cố gắng rất là nhiều rồi. Trong cái câu đó thì nó không có cái gì đặc biệt cả, nhưng mà mình có thể cảm nhận được là người ta thật sự là vô cùng là thật lòng trong từng cái câu chữ đó. Nên là em mới nói là thôi thì ok, bây giờ đồng ý rồi, chuyện tương lai thì mình tương lai mình tính tiếp. Thì rồi sau đó là có tặng luôn nụ hôn không? Tất nhiên rồi. Là nụ hôn đầu tiên là ở đó luôn. Vâng được rồi. Thế thì là nó mọc chính thức rồi thì chính thức thì tôi lại bảo là đã đồng ý rồi, cái sau bao nhiêu lần đã tôi tin rồi thì bây giờ đồng ý rồi thì vuf nhảy luôn và là ok vuf. Khi mà yêu một người đàn ông nước ngoài với lại người Việt Nam á, khác nhau nhiều không? Thì em thấy là ảnh thì cũng như bao người đàn ông khác thôi, nhưng mà ảnh có những cái điểm rất là đặc biệt mà em rất thích. Ví dụ như là ảnh cực kỳ yêu động vật nè. Hay là ảnh cực kỳ là chăm lo cho em và cực kỳ lo lắng. Nói chung là ảnh rất là biết lo và thương vợ. Nên là ví dụ như là thường là em không có phải làm cái gì hết á, mà việc gì ảnh cũng chăm anh làm. Là ví dụ như là nhiều hôm là rảnh lên là hôm nay anh nấu cơm cho em ăn nè. Vậy thì Valen có lãng mạn không? Cái lúc mà yêu nhau á, em quen ảnh tới giờ là lúc nào anh cũng lãng mạn cho rồi. Cái đợt mà bọn em yêu nhau kỷ niệm một năm đó, tự dưng ảnh nhắn tin cho em buổi sáng, ảnh gọi em xuống. Em mở cửa ra một phát thì thấy ảnh đã ngồi trong cái xe hơi. Bọn em thì không có xe hơi nên là ảnh đi thuê một cái xe hơi. Cái ảnh lúc đó là em thấy ảnh ngồi trong đó rồi, ảnh ló đầu ra ngoài cửa sổ vậy nè. Ảnh nói là em lên em xin phép ba mẹ em đi chơi với anh, đi chơi, nói là đi chơi mấy bữa rồi về nha. Đi chơi thì ảnh chở em qua Hà Long. Vô tới cái phòng khách sạn là em thấy là có nguyên một cái banner rất là to. Ở trên đó thì ảnh ghi một đống cảm ơn em vì một năm qua em đã ở bên cạnh anh. Thật sự là chưa bao giờ mà anh cảm thấy mình hạnh phúc như vậy các thứ. Nói chung là ảnh nói rất là nhiều. Cảm nghĩ của ảnh lên cái banner đó. Dạ đúng rồi. Và còn có bánh kem các thứ. Nói chung là rất là lãng mạn. Và cái lúc đó thì thật sự là em nhìn cái con người đứng trước mặt em thì em biết là đây chính là người đàn ông mà dành cho mình, vì người ta thật sự quá yêu mình và mình cũng quá yêu người ta, và không có cái gì, không có cái lý do gì nữa để mà mình không ở cạnh người ta nữa. Hay quá. Giờ tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Đăng ký kết hôn vào ngày 28 hay là 29 tháng 8. Và về đám cưới thì bọn em chưa có và đã định tổ chức vào năm nay. Nhưng do dịch như thế thì không thể, thì đã quyết định là sẽ hoãn đến khi COVID, tình hình COVID trên thế giới sẽ là ok. Bởi vì cũng họ hàng với cả các bạn từ Romania sẽ phải sang đây. Đúng rồi, cũng phải sang. Em thì là chắc chắn là gặp ba mẹ vợ rồi. Vâng. Nhưng mà em thì tình hình dịch thì em có gặp được ba mẹ chồng chưa? Em có gặp mẹ chồng em thôi, chưa gặp ba chồng em ơi. Lại gặp ở đây. Dạ gặp ở đây. Tại vì mẹ chồng em qua đây. Cái cảm giác đầu tiên của em khi mà em gặp ba mẹ vợ thì sao? Đối với bố, đúng là lần đầu tiên là một chuyện hơi
Hay. Bởi vì lúc đó thì em đưa Ngân về sau khi đi chơi khoảng 11 giờ tối gì đó thì hơi muộn. Quyền nhìn như thế bởi vì là một con trai đưa con gái về sớm muộn về cả nước ngoài nữa thì bố cũng là kiểu mặt như thế này. Thì lúc đó em bảo chào chú ạ. Ngân nói gì chưa? Rồi lại lần gác luôn bảo là oops. Thì lần đầu tiên em gặp bố. Gặp mẹ thì một buổi trưa em nhắn tin và bảo là Ngân có rảnh không, bởi vì tự dưng bây giờ anh rảnh thì đi ăn trưa. Thì Ngân bảo là ok, đi đang ở đây. Thì đưa địa chỉ, em đến vào lúc đó thì thấy Ngân ngồi với mẹ và là ok chào cô ạ. Thì ngồi xuống thì bắt đầu nói chuyện. Vâng. Bây giờ là chắc bố mẹ có thương Valen không? Dạ, giờ thì có, ban đầu thì đầu có thì lắm lùng. Dạ. Nhưng mà giờ chắc với ông này chắc có lẽ là rất là cưng đúng không? Dạ, giờ thì cưng rồi. Các em ở chung với nhau là được 2 năm mà đúng không? Dạ, bọn em quen nhau từ năm 2016. Thì sau 2 năm làm đám cưới thì bây giờ là ở chung thêm được hơn 2 năm nữa. Rồi, dạ. Bây giờ cho hỏi cái phần tật xấu của nhau. Với Valen có nhiều tật xấu không? Ảnh thì là một người đàn ông gần hoàn hảo. Ban đêm ảnh mà ngủ, mà lúc nào mà ảnh ngủ say và khi mà mệt, cơ thể mình đã mệt rồi thì ngủ rất là say. Thứ nhất là ngáy nè, nhưng mà ok, ngáy thì em có thể bỏ qua được. Nhưng mà đang ngủ cạnh vợ về mà không biết mơ cái gì, không biết mơ quýnh nhau với ai á. Mà trời ơi, tay châm đập khu loạn xạ lết lên mà toàn đập vô mặt em không à, đập vô mặt, đập vô người em không á. Đau, đau muốn xỉu luôn á. Mà không dám gọi dậy, tại vì là sợ gọi dậy thì mất giấc ngủ. Em lại phải nhẹ nhàng lật người ảnh qua bên cạnh để và cái gà ngủ dậy thì sẽ bảo là ok, xin lỗi em, ok, rồi lại ngủ dậy. Lại một lần nữa. Cái này không điều khiển được. Nhiều khi là do áp lực ban ngày á, nhiều khi em... Không, mà em như thế từ bé. Ô, từ nhỏ luôn. Vâng. À, không biết là trong đầu của anh di chuyển như vậy. Có nghĩa là tăng động. Vâng. Đúng rồi. Trong lúc thức cả trong giấc ngủ luôn. Đúng rồi, vâng, tăng động, vâng, lắm anh. Vâng, ơi, vâng. Em có nhiều năng lượng và khi mà ngủ thì em ngủ, nhưng mà đêm ngủ dậy thì chỉ cần vào lại Valen ngủ dậy ngay và sau đó, sau 5 giây thì làm ngủ tiếp. Em ngủ rất là dễ, rất là dễ ok, dễ ngủ và dễ thức. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Một cái nữa là người ảnh nóng lắm, nhiệt độ cơ thể lúc nào nó cũng cao và ảnh đối với em như kiểu là một cái lò á, ở cạnh lúc nào cũng như một cái lò. Mà em thì là một người cực kỳ sợ nóng, em là động vật như kiểu động vật ưa lạnh á, em thích những cái nơi lạnh. Kiểu là khi mà ở bên nhau thì nó cũng hơi bị hạn chế, tại vì không có ôm ấp nhau được nhiều, ngủ cũng vậy, là ngủ mỗi đứa một bên, thì vì là cứ ôm em một phát xong rồi tới 1-2 phút sau thôi, chỉ cần 1-2 phút sau thôi là em thấy nóng quá, thôi anh ơi bỏ ra đi đừng ôm nữa, bỏ ra. Rồi cái gì nữa? Hết rồi anh. Người đàn ông gần hoàn hảo. Hoàn hảo quá rồi. Mỗi một ngày có hôn vợ nhiều không? Ôi, lúc nào cũng hôn, ôm hôn suốt ngày đó anh. Rồi giờ tới Valen đó. Dạ. Thế vợ có tật xấu gì không? Chỉ có một cái là không chịu nóng. Và vì vậy thì rất là khó chịu nóng, là không cho chồng ôm đúng không? Khi mà đi ngủ em rất là thích để khi mà cả hai đứa có thể rất là mệt thì có khi mà ok ôm nhau và ngủ, và khi mà ngủ thì sau đó ok thì mình sẽ tách ra trong khi ngủ. Nhưng mà trong lúc đi ngủ thì ngủ ôm nhau trong hoàn cảnh ôm nhau thì, nhưng mà cái này rất là hiếm, bởi vì bình thường thì sẽ cần nhiều thời gian hơn. Rồi bây giờ thì Valen muốn vợ mình thay đổi điều gì? À không, không có gì để muốn thay đổi. Không muốn thay đổi luôn. Sao vì bạn tránh giữ nguyên như vậy đúng không? Đúng rồi, bởi vì em hiểu Ngân, bởi vì Ngân là như vậy. Thì nếu mà em đã muốn Ngân thay đổi thì chắc là em không bao giờ yêu. Em thì sao? Em cũng vậy, em có đồng quan điểm, đồng suy nghĩ. Chỉ có điều là vì ảnh nhiều năng lượng quá nên là nhiều khi là cũng ước là anh bớt lại. Đang cố. Nhưng mà giảm là thiền, giảm. Thiền. Đúng rồi. Rồi anh nghĩ rằng là khi mà hai em có baby thì chắc chắn anh sẽ chia cái lượng năng lượng của anh ra, cái cho mẹ, cái cho con thì sẽ bớt. Nghe. Dạ em cũng hy vọng. Chúc tụi em hạnh phúc nghe. Em tên là Nguyễn Văn Viên, thì sống lớn lên là tại Đồng Nai. Dạ em làm nghề kinh doanh tự do ạ. Rồi giờ mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Âu Thị Thương, em sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. Thôi kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên mà vì sao các em lại gặp nhau? Thời gian đó là em với cả vợ em là làm chung một cái quán cà phê, sinh viên làm thêm thôi. Em gặp vợ em phát là em có choáng liền không? Không ạ, em không có ấn tượng gì từ lúc bắt đầu. Không ấn tượng luôn. Em thì lúc đấy tự như là mình đi làm hành tránh ấy, buổi tối chỉ làm thêm một quán cà phê đấy thôi. Thì lúc đó chồng em đi lên trên sân thượng thì anh mặc cái áo dài lắm, dài mà kiểu như là phủ cái quần luôn, nhưng mà anh mặc quần jean.
em ấn tượng anh nói anh quê ở Hưng Yên. Thì tại vì mình người Bắc thì mình rất là thích nói chuyện với những người người cùng quê với mình. Cũng chưa có ấn tượng gì nhiều đâu. Thế xong rồi cũng nói là gần đến ngày sinh nhật của em, tức là sinh nhật cho 18 tuổi, em cũng mời anh đến dự buổi tiệc sinh nhật của em thôi, tại quán cà phê luôn. Ngày đó thì anh cũng đến, anh tặng em con gấu bự lắm. Trong cái lúc sinh nhật, hai người có xong ca bài Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ cái lúc mà hát ra là bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt này nọ đồ đó là thích nhau đúng không? Thời gian chưa luôn. Thế thì cái ngày đầu tiên mà hẹn hò với nhau riêng là bao lâu sau cái hôm Lý Tơ Hồng đó? Dạ chắc khoảng 3 tháng đó. Cũng có duyên là người bạn cũng bảo là hôm nay thì anh nằm ké cho em, mà em có đi chơi đâu thì đi, thôi nhắn tin đại cho anh này thì có đi chơi không. Thế đi lên Cốt Mắc Biên Hòa, đi rồi khều khều, cái tay cứ khều khều muốn nắm nhưng mà không muốn nắm đó. Tức nghĩa là các em cũng đã có một cái quá trình đó, là có nghĩa là đã thích nhau rồi, đến khi nào thì bắt đầu mới trao nhau cái nụ hôn đầu tiên. Cái nụ hôn đầu tiên thì anh độc hôn trộm em thôi. Hôn trộm. Dạ. Cái lúc mà em đi làm quán cà phê á, kiểu như mình núp ở cây cột, anh chạy xuống anh hôn trộm. Còn lộn hôn thứ hai thì ở tại khu công nghiệp, anh dẫn đi chơi thì vô tình anh tính hôn em, nhưng mà để có công an đuổi, thôi đi về đi. Mà hôn tới đâu thì bị công an đuổi? Chưa thực hiện gì được. Đang có ý đồ đây anh ạ. Hai đứa yêu nhau được bao lâu? Dạ chắc được một năm ấy chị. Một năm thì mới làm đám cưới hả? Dạ. Ồ, rồi có sự cố gì trong thời gian yêu nhau không? Dạ có, nhiều vấn đề xảy ra lắm ạ. Cái lúc mà chuẩn bị đám cưới ấy, là người này lúc ấy là đi qua đường ấy, nó bị cái xe nó tông ấy. Cách thời gian cưới là đâu 20 ngày á. Là dạ. Bị tông đó, được có em bị tông sưng giống như quả ổi ở trên đầu. To em sợ đúng, em sợ mình khóc luôn. Đến cái ngày cưới thì cũng nó có xẹp không? Dạ xẹp, xẹp hết luôn. Thì đã đi khám là không may không có chuyện không gì đúng sao? Không? Chuẩn bị đến ngày cưới nói chung là xảy ra rất là nhiều chuyện. 20 ngày đó thì cách em phải một tuần, hơn một tuần á. Mẹ chồng bị tai nạn, đó là gãy ngay ống đồng luôn, gãy chân, gãy đôi chân. Làm sao mà lại gãy ngay ống đồng? Dạ, thời gian đó là mẹ có chở hàng đi qua cái đường tàu ấy, tai nạn chắc yếu đâm ở cột mốc ở bên đường tàu. Ui, rồi sao? Trời ơi, lớn tuổi mà gãy ngay cái này là em, đau lắm. Cái này gọi là ống đồng. Ống đồng đấy, ống đồng. Hên làm sao mẹ này đã đặt được tiệc hết rồi, viết thiệp hết rồi, lại chỉ có cách có 13 ngày thôi. Thật sự em cũng rất là hững hờ. Đôi lúc em nghĩ ở trên bệnh viện á, em cũng không có nói ra. Em nghĩ là nếu mà chưa đặt tiệc thì chắc em sẽ hủy cưới, em sẽ không cưới nữa. Tại vì thấy nó nhiều chuyện quá đúng không? Rồi còn chuyện gì nữa không bé? Trong cái thời gian đó thì khách em thứ bảy, em đám cưới đó là 2 ngày, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thì em bị bệnh. Bị lên cái quai bị sưng cái mặt luôn, lên cái quai bị khiến nó sưng cô dâu mà lại quai bị thế thì là hết sinh rồi. Mà nhưng mà cái thời gian đó cô ấy gầy lắm chị, anh chị, thời gian cô ấy gầy rồi. Nhưng mà cho nên là nó bị quai bị vậy, nó cũng bù lại, người ta bảo sao cô dâu nhìn mập mạp vậy. À vậy chị, hả? Vâng, như vậy là nó sưng đều. Đúng rồi, em đang nên nói. Thật ra là hiện nè, anh cứ tưởng nó sưng một bên. Đúng rồi, vâng. Chị nó kỳ lắm. Tại vì anh biết có nhiều người bị quay bị chuyện bên gian... Còn sưng hai bên là cái như mặt có đều luôn đó. Mặt cũng hậu. Thời gian mà buồn lắm đúng không? Dạ, đúng rồi, có nghĩa là cái lúc mà sốt quay bị có hành em không? Dạ có, thời gian là lúc đó là 4 giờ đâu là thứ 6 đúng không? Thứ 6 là em bắt đầu lên Long Thành em khám. Em khám thì nó kêu bị quay bị thì em về em lại suy nghĩ, em đọc lên mạng nó kêu là không có con, lại thêm buồn nữa. Thế xong thứ bảy thì như đám cưới thì chiều chủ nhật em lên trên Biên Hòa thì em lại bắt đầu là chuẩn bị đi khám bệnh, là người ta chích thuốc ấy, uống thuốc nhiều nữa, cho nên trong thứ bảy này cũng mẹ chồng về nhà mẹ chồng ở, anh mới bảo là mẹ kêu là lấy nước xong ấy. Thế là anh lên anh lau người, mẹ bảo cởi hết đồ ra để xong cho con, lau hết người cho con. Rồi xong mình mới bảo thôi rồi, bị khui hàng rồi. Thế là bắt đầu cái ngày cưới thì đến cái hôm mà thứ sau ngày chủ nhật thì em lại bắt đầu nhập viện tiếp. Đó là bị bao tử. Trời. Bao tử uống nhiều thuốc hả? Dạ. Rồi cái thời gian đó thì nó cũng qua. Thật sự này mẹ nói là trời ơi, cái đấm cái đạp tự nhiên nó đang bình thường ấy, nhưng nó dùi dập mình không có gì để ngoi lên nữa. Thật sự nó rất là buồn, mà tại sao mình sống rất là tốt,
có rất lương thiện, tại sao có thể xảy ra trong ngày hạnh phúc mình như vậy. Sau đó lại đến vụ mà em sợ ông em lại mất nữa. Ông em mất thì người Bắc người ta kiêng là mà không được cưới. Đúng rồi. Thế bọn em chốt lại một câu là thôi thì nhân duyên ông trời những thử thách thì thôi thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau vậy. Mọi người rất là an ủi trong cái thời gian đó. Trải qua hai cái ngày cưới đó rồi, một tuần sau là ông nội chồng mất. Ồ. Là lúc nãy em nói là sợ là ông đi trước khi cưới phải không? Dạ, vâng. Thì như vậy là một tuần sau ông mất. Dạ. Ồ, như vậy ở trong Nam hoặc là ở Bắc người ta gọi là gì? Cứ chạy tang. Rồi xong sao nữa? Còn cái gì? Còn cái gì xui nữa không em? Kể luôn đi. Mẹ ruột em thì nhập viện để mổ. Bà nội khỏi rồi thì lại bà ngoại lại nhập viện nữa. Thì hai vợ chồng thay nhau coi như là bà ngoại bố chồng thì về Bắc, còn chồng em thì lo cho mẹ chồng, còn em thì lo cho mẹ ruột, có nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau nắm tay chia đôi ra để. Dạ vâng. Nó chị thấy ông như vậy cưới xong là không có hưởng được trăng mật gì được hết. Đúng, thời gian đó bọn em không có hưởng một tuần sau mà tuần đúng sau rồi. Là... hồi đó bọn em cưới là thời gian nó khó khăn lắm, bọn em không có hưởng tuần trăng mật. Không có tuần trăng mật luôn. Dạ. Dạ. Ý trời ơi, tuần sau là vô bệnh viện rồi. Rồi có đêm tân hôn không? Dạ có. Tuần một tuần sau thì mới nhưng có. À sau một tuần thì mới có. Nhiều chuyện buồn xảy ra quá. Dạ. Cái đêm tân hôn chắc cũng buồn lắm đúng không? Dạ. Hay vui. Cũng có cảm xúc buồn hồi hộp anh. Thôi thì mọi chuyện nó cũng qua lắng xuống rồi thì nói chung là tận hưởng. Nhưng mà cái vụ mà quay bị á, bác sĩ nói không có con nhưng mà cuối cùng thì như thế nào, có con dạ không? Thì đó là chỉ ảnh hưởng cho đàn ông thôi. Phụ nữ mình nó không có vấn đề gì, có nghĩa là chỉ phần trăm nhỏ. Thì khi cưới được một tháng hơn một tháng thì cái lúc đó là em cũng về em chăm mẹ em. Mãi sau đến một tuần em cảm giác trong người nó khó chịu, buồn ngủ rồi ăn uống mùi khó khăn lắm. Ai cũng bảo có bầu nhưng mà thật sự em không có tin. Ra hàng xóm người ta nói là ai có bầu rồi, em nói là làm gì có, làm gì có ngủ với nhau đâu mà có, nói thẳng vậy luôn á. Không thử ba que thử thai luôn, không tin. Thử thai mà thấy hai vạch mà không hai vạch mà đến thử ba hôm liền không tin, tại vì có một đêm tân hôn thôi đó là dính liền luôn. Phải không? Dạ thì cũng chỉ trong vòng mấy ngày thôi đó, tại vì sau đó là phải khỏi đi bệnh, khỏi bệnh đó kia. Một tuần sau thì khám là thai được hai ba tuần gì rồi thì vui, tự nhiên thấy em mừng vui. Thì bắt đầu cuộc sống nó lắng xuống. Đến Tết đó, đến Tết khi mà leo lên cầu thang thì cũng bị té đâu 9 bậc đó. Trời đất ơi 9 bậc tập có ảnh hưởng không? Gì không em? Thì cũng nằm như con tôm vậy thôi. Hình như là không ảnh hưởng cho em bé hơn. Dạ. À vậy là bây giờ sao rồi? Bây giờ là cháu giờ là cháu là được 7 tuổi. Ủa cháu ôi. Trai 7 tuổi. Ủa rồi ôi, hai đứa rồi. Dạ. Mà cháu gái thì nay được 4 tuổi rồi. Ôi ơi, thế lúc nào là bớt xui nè? Em nghĩ là chắc sẵn thằng em bé. Nghe hồi nãy em kể cái đoạn mà em bị quay bị đó, em khóc ràng rụa nước mắt. Anh tưởng đâu là ảnh hưởng đó chị. Ảnh hưởng là không sanh được. Hai về bây giờ đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi rồi. Vợ chồng thì cũng phơi phới thế này đây. Rồi bây giờ tới chuyện vui đi. Dạ. Qua cơn bị cực tới thời thế này. Đúng rồi. Đó. Bây giờ kể ra chuyện tật xấu đi. Đó. Dạ. Anh ấy có tật xấu không em? Chồng em thì không có rượu, không bia, không thuốc. Chồng anh chỉ thích chỉ nghiện game thôi. À mê game. Hơi game, mê game nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ chỉ còn là hơi làm biếng một xíu. Hơi làm biếng. Rồi bây giờ có gì nữa không? Dạ, tật xấu của vợ em thì nhiều khi là ngang ấy anh. Chuyện gì sai cô cũng để thời gian yên lặng nó, em cứ cảm thấy bức tường nó bị cứ bị vây lại, khó chịu, nó không tâm sự được với ai, bực lắm, cho nên lúc nào em phải kiếm cách mà làm lành với cô ấy không à. Chứ để một mình khó chịu lắm, lúc nào cũng có chuyện bé xé ra chuyện to. Xong rồi là tự cho là mình là người đúng. Dạ, xong vâng. Rồi giận hờn, xong rồi tự bắt em phải làm quen lại đúng không? Vâng, vâng. Vậy là hơi có tính nít á. Vâng. Ngăn ngược mà tính con nít á. Thời gian mà yêu nhau chỉ có là một người bạn ấy, người ta đồng cảm, người ta gọi em ra khu công nghiệp, hai người nói chuyện với nhau, thế mà về ghen kể với mẹ luôn. Là ghen hả? Vâng. Ghen dữ không? Ghen thì cũng dữ, nói chung là về 3-4 ngày không nói chuyện luôn á. Nhưng mà đó là chuyện rồi trước đây rồi. Thì đó. Còn bây giờ thì cổ có ghen không? Bây giờ thì không còn ghen nữa rồi. Ok. Vâng. Bây giờ thật xấu là gì nữa nè? Là bây giờ chỉ là chăm con tốt không? Có bừa bộn không? Chăm con thì bây giờ chỉ nhờ hết cho bà nội rồi. Vợ chồng em thì đi buôn bán ở xa. Chả vợ em thì cũng có cái quán nhỏ, còn đâu em thì chạy trên đường suốt à. Mà còn đâu con cái gửi hết cho bà nội hết, bà nội chăm từ A đến Z hết. Tính ra đặc xấu của hai em cũng ít chứ không có nhiều. Nhưng mà bà nội năm nay là nhiêu tuổi rồi? Chắc bằng chị Hồng Vân á. Sinh năm 65. Tuổi gì tị này? Ất tị. 65 đúng rồi, tị là hơn chị mẹ tuổi. Mẹ chồng con á, mẹ chồng em vẫn hay nhắc nên chị Hồng Vân là
không, chị Hồng Vân chỉ bằng tuổi mẹ. Như vậy thì trông cho trông cháu tốt, vẫn còn tốt lắm. Nói chung là mẹ chồng em á thì vẫn còn khỏe, dạ, bà vẫn còn rất là khỏe luôn, chăm cháu rồi này kia rất tốt. Thôi như vậy là khỏe rồi, là vui rồi. Thế bây giờ em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn anh á là chăm con nhiều hơn, có nghĩa là em đi làm á, ở dưới Nhân Trạch á thì xa, cho nên muốn anh chơi với con nhiều hơn, bớt chơi điện thoại lại, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Còn em muốn vợ thay đổi điều gì? Có chuyện thì mà nó đáng bỏ là 10, yêu nhau đáng bỏ là 10 thì cũng phải bỏ qua. Thì biết là đoạn đường phía trước là dài thôi thì nắm tay nhau vượt qua thử thách mọi phía trước. À là làm mong muốn vợ vậy đó. Vâng. Thôi thế cặp này thì không có cái gì để mà phải lo lắng nữa. Hồi nãy em nói đó, mong muốn là nắm tay nhau đi hết cuộc đời, hết bây giờ rồi. Đưa tay ra đi. Đúng rồi. Đi. Rồi. Anh bỏ lời.
tôi à? Đó, tôi làm gì? Chương trình này phát lên trên mạng là đó. Dạ. Em đã coi những comment ở dưới. Dạ, dạ. Cô giáo cũng hỏi đặt đó là họ đó. Dạ. Đúng chưa? Mình dạ. Nhưng mà mình nhìn lại con người mình tin rằng là một cái điều là anh không phải là một người yêu. Nhưng mà mình nhìn về cái điểm mạng của nó. Dạ. Đó, mình có thể đánh giá. Dạ, mình qua chương 2. Qua cái phần hay sau khi các bạn đã về chung nhà. Bạn về chung nhà. Nó cho đây chính là một tháng cho chồng em nhậu đúng không?
người sao em thấy thì giống như em cũng bắt hàng thường thường, nhưng mà giống như em cũng nói nha, nói giọng dần họ cái em ớt cả phụ dọn hàng cho em, thì ra đừng có cả phụ dọn hàng cho em xong rồi lên cũng luôn. Còn bữa nào mà nếu mà em không có bán á thì anh đi cũng luôn. Dạ không có vậy. Dạ không tính thôi, còn chị không tính thôi. Dạ em chỉ có mong muốn là vợ em sao chị nghe nghe hết đấy. Nhìn vợ nó đi. Nhìn nhẹ nhẹ thôi. Anh ơi. Làm lỡ như cũ được.
đúng không? Đó, nhiều khi em ok mà anh thích đó thì nó ok. Ngót nghét 10 giờ. Rồi được rồi. Ngót nghét 10 giờ đây anh Bin ơi. May cặp này nhanh hơn cặp trước không? Này anh ngồi cặp trước 50 phút. Cặp trước dài ngoằng đúng không?